Xin chào mọi người, mình là Long, đến từ phòng hành chính nhân sự. Trong tập phát sóng kỳ này, Long sẽ là người đồng hành gửi tới cho mọi người 5 tin tức nổi bật từ AnjaBus. Nào, cùng ngồi xuống đây, mình nhấp một ngụm cà phê nóng hổi về tin tức tuần này vậy. Hãy cùng chân Long khám phá nha. Mùa hè tới rồi, mình cũng đi du lịch thôi. Sẽ dịch về phía SPD Bình Dương để tham dự hoạt động vui chơi, vui nhộn trong chương trình Mùa hè tuổi thơ. Nhân dịp 1 tháng 6, tập đoàn AnjaBus đã tổ chức sự kiện này dành riêng cho các cháu thiếu nhi tại dự án The Standard. Chương trình gồm hai hoạt động chính là lớp học bơi và đấu trường xuống nước. Qua đó, bé sẽ được học kỹ năng bơi lội từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, trò chơi đấu trường xuống nước đã được diễn ra hết sức khốc liệt với màn thi đấu nhiệt tình từ các đội chơi. Chương trình đã mang đến cho các bé những giờ phút ngập tràn tiếng cười, niềm vui và kỷ niệm đẹp. Mọi người đã biết tin gì chưa? Vừa qua, nhà mẫu mang phong cách tropical đã được ra mắt tại dự án The Standard Bình Dương. Với lối thiết kế biệt thự đẳng cấp theo hơi hướng miền nhiệt đới, gia chủ SPD sẽ được hòa mình vào trong thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Điểm nhấn của biệt thự là lối kiến trúc lệch tầng thông minh, giúp tận dụng tối đa không gian sống. Không khí trong nhà sẽ lưu thông dễ dàng, tạo không gian thoáng đãng, thẩm mỹ ở mọi góc nhìn. Hạng mục được thiết kế và triển khai bởi đơn vị thi công nội thất cao cấp City Decor. Và nhân tiện đây, Long cũng muốn giới thiệu cho các bạn một thông tin khá là thú vị. Vừa qua, tập đoàn AnjaBus vừa cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu tại công trường xây dựng. Bộ nhận diện thì bao gồm logo AnjaBus ngay từ cổng, đồng bộ với cẩu trục, các thang cuốn di chuyển, vận tải hàng hóa, vân vân. Việc AnjaBus hóa các chi tiết nhỏ nhất không chỉ khẳng định vị thế của chủ đầu tư mà còn giúp lan truyền thương hiệu AnjaBus trên mọi phương tiện. Và sau đây là tin tức đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, AnjaBus đã phát sóng được 4 kỳ. Để kỷ niệm cột mốc này, AnjaBus mời mọi người cùng tham dự chiếc minigame này nhé. Chỉ cần trả lời câu hỏi sau đây, logo AnjaBus xuất hiện tổng cộng mấy lần trong video này. 10 người comment trả lời nhanh nhất dưới video này sẽ được ban tổ chức trao tặng một phần quà nho nhỏ. Như các bạn đã biết, chiến dịch truyền thông SPD đã được khởi động. Do đó, việc quan trọng lúc này là thay đổi chữ ký mẫu kèm theo thông tin SPD. Thao tác này sẽ giúp lan tỏa thông tin dự án AnjaBus đến khách hàng và đối tác tốt hơn. Và đó cũng chính là 5 tin tức nổi bật mà AnjaBus muốn gửi đến cho các bạn trong tuần này. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.